Đưa em kèm cái đó vậy. Ủa mấy cái này là cái gì trời? Ủa mấy cái này là mấy cái nhà này là để làm gì đây ta? Có ai biết gì không? Có cánh chim thiên thần bên kia, có bên kia. Đó, đứng đây mình có thể quan sát thấy cái cầu kính này một cách đẹp nhất. Trong vậy thôi lên cũng sợ lắm á. Cái dưới này có gì đây? Ồ, coi chừng té đó con ơi. Ui, trạm dừng chân Gờ Long không sao còn làm cái gì dưới nữa trời, à mà đi xuống nó cho nổi. Rút kinh nghiệm là không nên đi vào buổi trưa, rất là nóng luôn. Mình có xách theo một cái chùm vải nhưng mà nóng quá không muốn ăn luôn. Cái phòng này để làm gì ta? Em đang thắc mắc cái phòng này để làm gì đây. À, phòng nghỉ qua đêm kiểu hôm tay đây. Rồi con dấu của chúng kia. Nóng quá. Lên cái nhà tổ chim bự kia đi. Là trên đó mát mẻ đó. Cà bồi mới uống ngủ nhá. Mời cho lấy đi nha, bà lấy đi. Đó là hồ nó mát đó. Lên trên nằm mặt rưỡi. Lên trên nằm mặt rưỡi đó. Thế hả cô? Lên trên này mát lắm hả? Thôi lên này đi. Ở dưới nóng quá. Cái này mà đi vào buổi sáng hoặc buổi chiều tối em đẹp cô nhỉ. Giờ trưa nắng quá. Đây.
giờ lên đây. Ý là lên tham quan, ăn uống gì đâu. Đâu có nhất thiết là phải ăn uống đâu mà mới lên. Không, mấy cô chú kêu lên bình thường mà. Thế lên mát lắm, không phải giống như thế này đâu. Đây, một cái nhà làm theo kiểu thổ dân nha, là hoàn toàn bằng mái tranh, mái cọ. Ôi, vô cùng mát mẻ luôn. À, tự nhiên lên đây thấy mát quá. Đi vòng một vòng đó. Đây này, đứng đây nhìn thấy rõ, vừa mát mẻ vừa ấy chưa. Vừa nhìn thấy được toàn cảnh. Tiếc là cái nước đang bị lấy đi cho thủy điện rồi nhỉ. Đang là nếu mà muốn làm khu du lịch, quy hoạch khu du lịch phải để lại nước. Bây giờ mực nước đang bị hạ xuống cả tầm khoảng 3 mét. Nếu mà lên khoảng 3 mét thì chắc là đẹp lắm. Nhưng mà em nghĩ nếu mà làm một cái khu vui chơi ở ngoài chỗ cái núi kia kìa, núi trước mặt mình đó, thì cái góc nhìn đẹp hơn đúng không? Nó không có bị che khuất đấy. Mình đứng đây mình nhìn ra là bị cái núi nó che khuất rồi, chỉ được thấy hai cánh bên trái này với cánh bên phải kìa, còn ở giữa là không thấy gì hết. Hay mình xuống quán cà phê kia ngồi uống đi. Ừ, cái gì vậy ta? Ở phía này có trồng mai anh đào rồi. Mà không biết nhiệt độ cao này mai anh đào có nở hoa được không? Một cây, hai cây, ba cây, ba cây mang đã, bốn cây, năm sáu cây luôn. Green light. Anh hai anh em chụp tấm. Đèn quá nhỉ, tối quá không thấy gì luôn. Tối có thấy gì đâu, không thấy cái hồ luôn.